Chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Phụ Tùng Riêng Xe Cúp. Mấy món cho anh em lên xe DD nha, hàng mới xe bịch, xi nhan, cặp cầm, đèn pha, còn đây hàng tháo xe. Giới thiệu cho các bạn cặp xi nhan, hàng mới xe bịch cho anh em lên xe DD. DD với lại 82, 84 không đề nha các bạn. Nói chung là xe đèn vuông thì xài chung hết. Riêng cặp xi nhan thì nó xài chung hết. Xi nhan sau thì không phân biệt trái phải nha. Xi nhan trước thì nó mới phân biệt trái phải. Rất là đẹp nha anh em. Đó, mới chét nha. Này hả, này hàng zin trong bịch mà mới chét là đúng rồi chứ không lẽ nó chạy. Đấy. Xi nhan nè, đó, cái cùi xi nhan nè. Rất là đẹp nha. Siêu đẹp luôn. Đó, lòng lanh trà chanh. Rồi xi nhan trước, xi nhan trước thì nó mới có phân biệt trái phải nha các bạn. Tại vì xe trước là nó bắt hai cái lỗ này nè, thấy không? Đó, các bạn nhìn vô các bạn sẽ thấy một bên to, bên nhỏ. Thì hai con ốc bắt ở dưới. Thì các bạn tưởng tượng, nếu mà bắt ở bên đây, nếu mà bắt ở bên kia là phải xoay ngược đầu lại. Thì cái lỗ nó bị trật, nằm ở trên, đúng không? Vậy thì khi mà mình để cái lỗ ở dưới nha, để lỗ ở dưới nè. Mình để hai cái xi nhan lỗ ở dưới nè. Khi các bạn nhìn vô, các bạn sẽ thấy nó có hai trường hợp. Một là hai cái đầu to nằm ở trong, hoặc là hai cái đầu nhỏ nằm ở trong. Đó, thì đúng là cái lỗ ở dưới đúng không? Thì đúng của nó là hai cái đầu to để trong các bạn. Hai cái đầu to để trong nha. Đây, xi nhan nè. Thông thường là xe của bạn nó hay bị gãy phía bên phải đó. Bên trái nó gãy, bên phải nó gãy mà. Nó kỳ lạ vậy đó. Đó, rồi. Đây là cặp xi nhan mới. Zin hàng Nhật nha các bạn. Nhật xé bịch cho anh em lên xe. Đây là cặp cầm DD. Cặp cầm cho anh em lên xe DD. Mới xe bịch luôn, có công tắc đèn pha này, không đề. Rồi bộ đèn pha. Đó, đèn pha cho anh em lên xe DD, cái này nó có sương mù này. Hoặc là xe đời đầu có sương mù các bạn. Còn đây là đồng hồ 80 90 phân khối cho anh em lên xe DD được, hoặc là xe 82 84 được. Đấy, này hàng tháo xe các bạn. Ok, anh em nào có nhu cầu lên hàng zin tháo xe thì anh em liên hệ số điện thoại ở trên màn hình giúp mình nha, cái này cặp bao tay. Zin xé bịch luôn. Anh em có nhu cầu liên hệ số điện thoại trên màn hình giúp mình. Phương thức mua hàng thì những anh em nào ở khu vực Sài Gòn, chúng ta qua trực tiếp bên shop để mua. Ở xa thì chuyển khoản đâu mà mình ship bưu điện giao tận nhà cho các bạn. Lưu ý là chuyển tiền trước ship hàng sau, không ship code nha, chuyển tiền trước nha. Đó, anh em đừng quên bấm vào nút đăng ký phía dưới để theo dõi kênh video Phụ Tùng Riêng Xe Cúp hàng ngày nha. Cảm ơn tất cả các bạn.